U minh trong tâm thức của người phương Nam là di sản quý giá của một thời Thượng Quan. Qua lời kể của người xưa thì đây là vùng đất tối tăm, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh. Dưới sông thì sấu lội, lên rừng thì cọp Nhưng chính điều kiện sống khắc nghiệt đó đã tạo nên tính cách kiên cường, hào sản của người dân, được lưu truyền cho đến hôm nay. Sông Trẹm chia U Minh thành hai vùng Thượng và Hạ. U Minh Thượng thì thuộc tỉnh Kiên Giang, còn U Minh Hạ thì thuộc tỉnh Cà Mau. Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc hệ sinh thái rừng Úng Phèn quý hiếm. Không chỉ vậy, đây còn là khu dự trữ sinh quyển thứ 5 ở Việt Nam được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia U Minh Thượng với diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 ha. Trong hệ sinh thái rừng Úng Phèn của đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ còn duy nhất vùng lõi vườn quốc gia U Minh Thượng có những đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên sinh. Đó là các ưu hợp rừng tràm hỗn giao và rừng tràm trên đất than bùn có tầm quan trọng đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã đặc trưng. Cho đến nay thì đã ghi nhận được 258 loài thực vật bậc cao và 32 loài thú, 184 loài chim, 64 loài cá. Đặc biệt là các cái loài động thực vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp ở mức đe dọa toàn cầu. Ví dụ như là dây cá lông mũi, mèo cá, tê tê Java. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng, cây tràm tự thân cũng là một sản vật trời ban cho đất rừng phương Nam. Nhờ lộc trời cho này mà nghề gác kèo ông mật trở thành một kế mưu sinh của người dân vùng U Minh Thượng. U Minh còn là chốn chim trời cá nước. Nói về chim, rừng tràm U Minh Thượng có một trảng chim hay sân chim với số lượng cá thể cao nhất trong tất cả những vườn chim thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Máng dơi hay còn gọi là trảng dơi là nơi có những đàn số lượng lên đến hàng ngàn con đậu dày đặc trên ngọn tràm cao vút. Trong đó có giống quý hiếm như dơi ngựa Thái Lan, dơi quả lớn đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong tâm thức người miền Tây, nói về miệt vườn là kể về xứ trái cây, còn nhắc về miệt thứ U Minh là nhớ về xứ cá đồng. Cá lóc nè, cá trê, cá rô, cá sặc. Nếu mà mình tính kinh tế mà tính cái đồng tiền mà mình bán như đồng tiền bây giờ đó thì ta làm giàu như chơi. Với sự đa dạng sinh học cao và là một trong những vùng đất ngập nước nội địa quan trọng của Việt Nam, vườn quốc gia U Minh Thượng đã được công nhận là một trong ba khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, vườn di sản ASEAN đầu tiên về đất than bùn của khu vực Đông Nam Á, khu Ramsar thứ 8 của nước ta và thứ 2228 của thế giới.